Trưa nay 30 tháng 10, một vụ nổ nồi hơi đặc biệt nghiêm trọng đã vừa xảy ra tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, khiến cho 4 người chết và nhiều người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo một số người dân, sau khi nghe một tiếng nổ rất lớn, khi đến gần thì họ hoảng hốt thấy xưởng chế biến giòn rộng khoảng 100m² của gia đình anh Tạ Duy Anh bị sập đổ hoàn toàn. Các ngôi nhà gần đó thì bị rạn nứt. Không những thế, một số người đã tử vong, một số người bị thương nặng nằm ở trong đống đổ nát. Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác cứu người và điều tra vụ việc. 4 người được xác định đã tử vong bao gồm bà Bùi Thị Luân, 51 tuổi, bà Lê Thị Búc, 52 tuổi, bà Nguyễn Thị Trung, 58 tuổi và bà Trần Thị Liên, 55 tuổi. 11 người khác bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Trao đổi với VTC14, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Bình cho biết nguyên nhân được xác định là nổ nồi hơi dùng để chế biến con giòn. Những người đã tử vong và bị thương đều là công nhân của xưởng. Đây là cơ sở sản xuất tư nhân có khoảng 20 công nhân.